được sống ở trong một cái nền Phật pháp, thấy không? Thì khi đó đó thì cho nên là Đức Di Lặc kêu ông cứ xuống dưới đi, đến đâu thì ông cũng phải lấy cái pháp danh của ta là Di Lặc. Nhưng mà ông đi xuống thì cũng đồng thời cho ta cho thêm vài vị Bồ Tát đi theo ông để mà hộ tiếp ông. Thì ngày hôm nay đó thì Đức Thầy thường xưng là một thầy ba tớ. À, thì trong các vị ba tớ này là các vị này cũng thường hay thị hiện biến hóa mình là tiên rồi thánh rồi thần. Đó. À, xưng khùng điên khùng là Phật là ngài Ngọc Phật, thấy không? Cũng là Đức Phật Thầy. Do đó đó mà ở cái kinh Đại Bát Niết Bàn các vị này á, Đức Phật nói như thế này, có những vị đó họ tu chứng đắc thanh văn, nhưng mà họ không phải trụ ở nơi thanh văn mà họ trụ ở nơi Bồ Tát. Có những vị tu chứng đắc ngũ thần thông, nhưng mà họ chẳng phải là trụ ở địa vị ngũ thần thông mà họ nuôi cái trí của mình là vô thượng bồ đề. Có những vị đó là tu chứng đắc quả tiên, quả tu đà hoàng, nhưng mà họ lại là trụ ở nơi là của đại bồ tát. Vì vậy mà họ chẳng qua là thể hiện từng phần của chúng sanh thôi, ở địa vị nào đó họ thể hiện. Cũng như các vị ngoại đạo họ đến với Đức Phật đó, rồi họ lại nghe Đức Phật thuyết. Như vậy thì Đức Phật mới nói nói cái ông ngoại đạo này, ông là một vị đại Bồ Tát. Chỉ vì thương xót chúng sanh mà thị hiện làm ngoại đạo để dạy cho chúng sanh không lầm đường lạc lối. Do đó ngày hôm nay chúng ta đó là tu ở trong cái Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay, thì có những người họ còn nhìn sai biệt và nhận lầm như thế này, cho rằng Hòa Hảo tu cái gì mà tôi nghe gì mà tu trên núi thành thần thành tiên không, chứ không phải thành Phật. Nhưng mà trong đây đó là có một vị Phật gọi là Đức Di Lặc, cũng là tiền thân của Đức Phật Thầy, ngài thể hiện dần dần đến sau cùng. Mà Đức Thầy cũng đã có từng lên tiếng, xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây đó. Vậy thì chúng ta đã may cái được cái nhân duyên là được gặp Đức Thầy, cũng là một vị Phật. Mà nó bằng chứng của một cái người vào thời của Đức Thầy còn ở nhà đó, thì bà Ký Giỏi đó, bà lại là được cha của mình báo mộng cho mình là Phật ra đời là một nhân duyên rất lớn. Nghe con, Phật ra đời là đời cũng đã sắp sửa kết thúc. Phật ra đời là một cái điều hy hữu rất hiếm có, không? Phật ra đời là muôn thở ngàn năm mới có một. Con không nên chần chờ. Tìm được Phật là đó là cái nhân duyên và phước báo của ai đã tìm được. Vậy thì con không nên chần chờ nữa, mà con nên phải lo cho cái chuyện đi tìm Phật để tu hành, để được giải thoát. Bởi vì gặp Phật ra đời, người đó được cái phước báo rất lớn, tu rất là dễ, được ngài trực tiếp chỉ thì còn cái gì bằng nữa. Cho nên con phải đi tìm Phật ngay. Thì cô Ký cũng mới nói làm sao mà con biết Phật, Phật ở đâu để con tìm. Thì cha cô mới bảo con đi theo cha. Thì ông mới dắt ra ngoài, ở nơi đó có một cái hồ rộng lớn vô cùng luôn, không thấy bờ bến gì đó. Hoa sen đó thì lưỡng biên, chớp nhón vô cùng luôn, rất là đẹp. Những hoa nào cũng tua nở hết. Đua nở như vậy thì ở chính giữa cái ao sen có một cái bông hoa rất là rực rỡ, đầy đủ cái sắc màu tuyệt đẹp. Thì như vậy đó thì cô nhìn kỹ thì cha cô nói, đó con thấy không, trên cái hoa sen có một cái gì đứng giữa hoa sen, con hãy nhìn kỹ gì đó, nhìn thật kỹ. Con nhìn cho kỹ từ đầu
cho đến chân của ngài. Đó là một cái diệu Phật đó con à. Con hãy đi tìm cho được vị này để mà cầu đạo tu hành. Ừ. Thì cô chợt tỉnh chiêm bao thì cô cũng không còn ngủ, cô cứ miên man hoài à. Cô miên man, cô suy nghĩ mình là một cái dân Tây thì xưa nay mình không bao giờ nghĩ đến cái chuyện tin cái chuyện gì Phật gì ở bên ngoài hay ai nữa chứ. Nhưng bây giờ đó là mình tìm Phật, mình biết Phật ở đâu mà đi tìm. Thì cô mới nói Phật thì ẩn ở trong núi, trong rừng ở trong á. Thôi thì trở về cái hướng núi nè để đi tìm. Thì cô đi vào hướng núi đó thì cô đi tìm nghe vị tu này vị tu kia, cô đến thì cũng không phải là cái tướng mạo đó. Do đó ngày hôm nay nhiều người đó họ đến, họ thường thị hiện tôi đó là Phật Đức Thầy rồi ra đời. Nhưng mà Phật ra đời đó là quý vị phải biết tướng phải trượng phu, mặt trang nghiêm phải khí phách hơn người. Nhìn kỹ là Đức Thầy đó, là nhìn thật kỹ Đức Thầy khỏi cần thiết một cái pháp nào hết. Quý vị nhìn kỹ mà khỏi cần bị mạo nhận. Cổ của ngài ba ngắn đặc biệt lộ y như tượng của các vị Bồ Tát ở chùa, chẳng khác chút xíu nào hết. À. Gương mặt thì khí thế. Ngày hôm nay có khi là đạo Ngọc Thanh, đạo này đạo kia, đàn bà cũng xưng tôi là đạo là ngài Ngọc Thanh rồi trở lại. À. Thành ra bị đã đi vào tu mà còn bị làm cái chuyện này, nó uổng đi một đời tu của mình hết biết uổng. Ngày hôm nay nhận ba cái chuyện này rồi bắt đầu là nhận sai lầm rồi đi tu sai. Rồi bắt đầu là bị đỏ đi ngục. Họ không có chứng vậy chứ mà họ hay bày ra chuyện này chuyện kia, rồi ta họ hay bày đệ tử rồi này kia ra đặng coi như là cái hậu cánh của họ đó. Nói họ tôi thấy cứu người ta sống rồi này kia, cái chiêu cho họ không á, mà họ không biết. Rồi không biết là tu theo. Rồi tu theo rồi nhiều khi phỉ báng người khác, nói thầy của mình chứng quá cao đồ này kia. Rồi lại phỉ báng Phật, phỉ báng người này người kia. Vô cuộc lại trong kinh để là mong đổng, truyền mong đổng. Cái câu đó thì sau khi mà trong năm ngũ ma thì Phật nói đó là nếu mà mình lầm lạc đó thì thầy á, là đã dạy đã sai rồi, tâm tối rồi mà mình còn đi theo nữa thì thầy vào địa ngục, mình cũng vào địa ngục theo. Do đó mà khi mà Đức Ngọc Phật đó ngài xuống thế, ngài độ đời thì trong giáo lý đó Đức Thầy thường nói Ngọc Thanh là hiểu ai mà dám tranh. Đó. Ngài xưng ngài là một cái chữ Ngọc Thanh. Đó. Ngài lấy cái chữ Ngọc là chỉ cho ngài biết, cho mọi người biết là ngài là một cái vị Ngọc Phật. Ở cái cõi của trên cái cõi trời Hỷ Lạc Thiên. Nhưng rồi á, thì Đức Thầy cũng cho biết là Thiên Hoàng mở cửa các lăng, rồi Địa Hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho chằng coi thử có mà hay không. Đó. Thiên Hoàng mở cửa các lăng, tức là mở hết, 10 cửa trời đều mở hết. Trong chuyện bên thầy, thầy cũng có nói đó là hung tinh sẽ đi xuống thế. Họ sẽ chế ra rất là nhiều thứ. Họ chế nhiều thứ. Mình thấy họ chế bây giờ đó là người phàm phu của mình đâu có chế được. Nào là nguyên một cái cỗ máy hết sức bự mà nó bay ở trên trời. Có khi chiếc xe mà cũng bay. Rồi có khi chiếc xe rồi nó chạy, rồi một hồi rồi nó bay. Rồi có khi rồi nó gặp, bây giờ nó thiệt luôn á. Có khi nó gặp cái chuyện nạn cháy, hỏa hoạn gì đó. Nó lại xếp lại thành con người đi vô nó cứu người ta.
là khoa học ngày nay nó có luôn à, thấy không? Thành ra Đức Phật Thầy với Đức Bổn Sư hồi đó đệ tử hỏi ngài, khi nào mà cuộc đời này nó kết thúc, thì ngài nói khi nào mà khoa học nó đến cái giai đoạn của tột cùng thì cuộc đời sẽ kết thúc. Tại sao khoa học nó đến tột cùng là kết thúc? Ngày hôm nay đó là khoa học nó đến tột cùng là kết thúc. Đây không kết thúc cũng không được. Ở trên cái trí tuệ của cái máy đó, nó là một cái loại phép của ma quỷ, nó là một cái loại phép. Nó làm cho con người của mình đó là coi như là đảo lộn, nhiều khi là nó lấy hết tiền hết của mình thời nay mà mình cũng không biết. Cũng như ở trong cái ngân hàng của Mỹ đó mà nó quay là camera đặt từ trong ra ngoài đầy nhóc hết trơn, mà không biết sao mà nó vô nó lấy hết trơn tiền luôn, mà camera coi lại là không cái nào dính được ai, không có ai trong. Bây giờ nó biến quá đến giai đoạn đó. Nếu mà không kết thúc á, con người của mình rất là khó sống, nó phải kết thúc. Có nhiều khi nó cho một cái robot nào nó đi á, tàn hình nó bay trên nó đi lại, nhiều khi nó lại nó hại nó giết mình rồi nó đi mình cũng không hay biết, giết vô số. Mà nó cho những robot bây giờ nó ra chặn nó giết thôi là con người mình sống cũng không nổi nữa. Cho nên cái trí tuệ của con người ngày hôm nay đó, nó tự nhiên nó tàn phá cái thiên nhiên và cái vũ trụ này, nó làm đảo lộn cái trật tự của cái địa cầu, nó làm cho quý vị thành ra ngày hôm nay đó, dòng sông thì nó để như vậy đi, dòng sông nó thuận theo cái dòng chảy, gọi là thuận nguồn, để cho nó chảy đi. Dùng cái trí tuệ này làm sao cho nó ngừng cái dòng sông lại. Nó ngừng dòng sông thì ảnh hưởng đến các loài thủy tộc, ảnh hưởng đến thiên nhiên, đến mọi người, ảnh hưởng nhiều lắm. Đó là tự do con người của mình nó sanh ra một cái khí nguyên tử học, cái khí nguyên tử học này nó tận diệt. Cái trái cây con chút xíu nữa dùng cái khí nguyên tử học, tức là cái thuốc hóa học này nè, nó làm cho láng bệnh cái gì nè, tổ bố này, rồi đi bán được giá cao, ăn vô dần dần nó giết dần dần ở trong thân, nó giết từ trái tim, từ cái phổi, từ cái mạch máu, thấy không? Rồi nó làm cho hàng ngày nó sanh ra một cái coi như là cái khí độc, thành ra cái quả bom nguyên tử hay hoặc là cái khí hậu ngày nay đó, con người của mình lúc nào cũng sanh ra một cái năng lượng rất là xấu. Mỗi người sanh năng lượng xấu thì nó xông lên cái vùng trời đó, nó chư thiên đầy hết. Bây giờ được thí dụ như được đó là một một ít người tu, mà ít người tu trong đó là khoảng chừng 100 người, nhưng mà trong đây 10.000 người đó họ sanh ra cái từ trường quá xấu, từ trường xấu, thì trong 100 người này mặc dù tu cái phước báo thật nhiều nhưng mà nó không có đủ một cái sức để mà che chắn lại, nó làm thủng hết trơn luôn, thủng hết trơn luôn cái tốt của ngày xưa, làm thủng bao hết trơn luôn, banh hết trơn luôn. Thì thành ra banh ra thì sao, thì đảo lộn, nắng ở dưới ở trên, lửa thì dưới nó thổi lên, ở trên thì nó chập xuống, rồi đảo lộn dòng cầu, gió nó thổi chiều nào nó cũng thổi không có theo thứ tự của quỹ đạo vậy chứ, nó thổi hậu nó thấy ở ngoài kia hậu cuốn vô thấy đưa nhà cửa cây cối gì đi chứ, là do lòng người của mình. Ta nói gì? Làm lành nhiều quá thì không được bao nhiêu, làm lành nhiều không được bao nhiêu mà làm cũng không hết gì ha, mà hại được ai lợi được nhiều thì cười cười kha kha, cười dữ lắm, mừng lắm. Đi tàu biển mà đánh một tàu biển một cái ha, đựng tàu biển rồi vô một vợt cá rồi ha, nhiều tấn rồi cái tàu cười vui, bữa nay điện về vui quá vui đi. Trong đó bao nhiêu cái khí sinh học đó, của cái quả bom nguyên tử thôi, nó nằm trong đó hết bao nhiêu à,
quả bông nguyên tử hủy diệt từ trong con người, rồi nó mới sanh ra dập cái chỗ là quý vị hung tinh ha. Rồi ngài mới chế ra. Bởi vì cái nguyên tử hủy diệt là từ ở trong cái tâm của mình nó phát sinh ra không, nó phát sinh ra hủy diệt lẫn nhau, rồi bây giờ ép đầu này ép đầu kia để mà dùng cái mưu kế đạt đất nước của người ta yên, thôi nước mình cũng có, thôi mình cũng hài hòa sống đi, rồi xiên xỏ rồi kéo quân qua, rồi tự đặt cho người ta là cái chỗ xấu rồi qua giết hại người ta, thấy không? Rồi cái đó cũng là cái gì, cái bom nguyên tử bắt đầu là chế ra. Bên kia nó làm gì ha, mình làm không lại, bây giờ mình phải đào tạo cho cái người dân mình làm sao chế của bom điện tử ha, cho thiệt là bự, cho nhiều cái tên lửa bự tụ bắn vào cho banh hết, chết hết dân của nó, quá khứ hận thù rồi ha, quá hận thù rồi, nó là cái hận thù nó dâng trào chừng nào á, thì nó lại càng đảo lộn chừng mấy. Rồi đảo lộn một cái tình thế là lòng người xuống cấp nữa. Lòng người xuống cấp. Ta nói hồi trước đó, ăn mặc đó mà lỡ mà đi ngoài đường đó mà lỡ mà cái áo mà hơi phạch ngực chút xíu, người ta nói vô côn vô đảng rồi đó. Thấy không? Còn mặc mà cái quần mà hơi cao cao lên chút xíu hồi đó đó, mai mà lỡ mà người phụ nữ đàn bà nào mà lỡ mà cái ống hơi cao chút xíu thôi, vừa tới đầu gối thôi đó, là nói dùng đồ hư thối mất dạy. Bây giờ khỏi khỏi nói đi, nói sao nói nữa, nhìn lên nhìn xuống nó xèo xèo làm sao nói nổi nữa, đúng không? Bây giờ là cái thời thế nó văn minh, hồi đó thì thiếu giải nhưng mà người ta che nó kín hết trơn à. Bây giờ đủ giải sao mà nó thiếu, ngược lại nó lại thiếu giải, nó mắc từ khúc nó mắc giết là tới ở trên luôn. Rồi ở trên nó mắc cái gần tới ở trên cái ngực luôn. Rồi nó mắc cái cánh tay rồi thì đồ lạnh vậy, xé chỗ này xé chỗ kia, mặc đồ te tua tơi tả vậy. Đó. Nó không còn biết cái liêm sĩ hay nhục nhã gì nữa. Rồi ra đường á, thì xúm nhau ăn nói cái chuyện tình. Đức thầy nói gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ, ăn cười lả lơi cho hành rồi sửa sắc chiều mơ đó, đặng làm những chuyện trái đời vô liêm, có sao khi khổ trọng kim. Ra đường toàn ăn nói những lời nguyệt qua, tức là tình tình tứ không à, chứ nó không có biết nghĩ bàn luận về cái đạo đức, mà gặp ai tu hay gì ha, làm lành gì nó hoặc là giữ cái phong cách gì đó, cái nó chơi. Nó chơi cũng như mình luôn vậy, nó nói lắc đầu nó cổ lỗ sĩ thấy mồ luôn ha, quá cổ lỗ sĩ thờ gì rồi mà sao không vậy ha. Nhưng mà ai giữ được cái hình thù, mặc dù mình không phải là một cái bậc gì trên trước á, nhưng mà giữ được cái đó mình cũng phải biết mình cũng không phải là hạng tầm thường ở trong cái thời mà thờ mót này đó nghe, gọi là cái thờ mót thờ chót này đó, mình cũng là thể hiện ở lần sau, gắn thể hiện, tôi nói gắn thể hiện lần sau vậy, là cái thời này nó dữ lắm, ai mà tu ở trong cái thời buổi này là bầm dập á, tu mà được mà nó còn còn hoài đó, còn chút đỉnh vậy chứ là cũng hay lắm rồi đó. Đức thầy nói cổ nhân hình tợ thú, đâu Đức Phật trong kinh để là cổ nhân hình tợ thú, kim nhân biểu tợ nhân đó. Tức là cái người cổ đó nhìn ta hình hài, người ta lúc nào cũng không có còn đầu với tóc áo quần láng mướt, chữ lanh khôn của quỷ của ma đó. Người cổ đó, người ta ăn mặc theo cái lối nôi tục cổ, sát khùng để tóc, phải đua trang tánh ông cha. Thì tôi nói thôi, tục khổ sát khùng để tóc, mà quý vị hỏi sao tôi không có để tóc, nó cũng đặc biệt. Thì thưa quý vị, thì ngày xưa tôi tu tôi cũng có để tóc. Nhưng rồi á, tôi để tóc á, thì cái tóc của tôi nó khác hơn người ta, thành ra nó tôi chịu không nổi tôi cắt. Hễ mà tôi gọi á, chiều nào tôi cũng gội đầu,
mà tôi gội đầu đó là tôi lấy cái khăn đó tôi chà dữ lắm luôn, tôi chà, nhưng mà tối sáng tóc tôi vẫn chàm nhẹp ở gì hoài đó, chàm nhẹp luôn, rồi đến nỗi là tôi phải diêm son luôn, chứ tôi không có bệnh diêm son, nó cứ chàm nhẹp vậy hoài tôi diêm son luôn, tôi chịu hết nổi rồi. Thôi tôi cắt luôn, cái tóc của tôi nó đặc biệt vậy đó, nó ướt hoài ngộ vậy đó. Chứ mình làm cái gì không được, mình gặp người ta làm được, mình cũng nên tán thán cái điều khó, thấy không? Đó là mình dẹp được một cái tấm lòng ích kỷ của cái nhân ngã. Trên con đường tu, cái pháp làm sao cho nó thông thoáng, mình không đừng có bắt người ta phải theo mình, cái pháp để cho nó tự nhiên, dòng nước lớn nó cũng chảy theo cái cách dòng nước lớn nó đổ ra một cái nguồn lớn cho con thuyền lớn, dòng nước nhỏ nó cũng dẫn vào trong cái ruộng nhỏ, rồi ruộng cũng tốt, nó tùy theo. Cây ớt nhỏ nó cũng phải có giá trị, nó nuôi vàng trái nhỏ của nó, còn những cái cây lớn thì nó cũng giá trị, nó nuôi vàng trái lớn. Mình cứ ép buộc mình làm những thứ này rồi mình thấy người ta sao mà không làm cho giống mình gì, mới 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 phải mới đúng, thì cái này mình bị nghịch lại pháp thì mình bị đòn giáng chịu, bị đòn tức là bị nạn nó dồn. Cho nên ngày hôm nay đó là Đức Thầy nói là trời giông gió sái mùa rồi sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Tại sao lại khác xưa, không giống hồi xưa, đúng không? Hồi xưa một cái đám mưa mà quý vị nghe mưa rồi một cái ha, là chùm khắp hết, chạy tới đâu quý vị cũng nghe mưa chứ, nó ngộ vậy đó, đám mây chùm khắp. Còn bây giờ quý vị nghe mưa ngộ, đây chạy qua đây chút là không có mưa, cô quay vậy đó, ở đằng kia mưa chạy lên chút không có mưa, lởm lởm nha, nó làm cho một cái hiện tượng nó khác, cực kỳ khác luôn. Mà dù cho ai là một người trí hay không trí, nhìn nhìn chỗ này là cũng là biết liền cái thời nó tặng diệt là tặng gì, sao nó tặng diệt từ hư không, từ dưới đất, từ con người, từ các loài, nó diệt mất, đúng không? Con người thì nó diệt vong từ một cái lòng dạ không chân thật, nó diệt vong từ cái chỗ là con người của mình không có theo cái nết thánh hiền, mà Đức Thầy nó tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nối chí, mà mình không có nối chí theo Phật theo tiên, mà mình nối chí theo ba cái người kêu bằng là xấu tệ bạc không à, mà mình nối chí theo cái này chừng nào đó là nó quỷ diệt chừng nấy. Nó quỷ diệt như thế nào đây nè, thở này á, con cái bây giờ nó đi ra đường, nó học bạn của nó, học bạn với nhau, bạn nó nói gì? Mày thấy không, cái thằng thằng An đó nó về bữa nay mày ngon, mày nó chửi cha chửi mẹ nó, thở nay chửi cha chửi mẹ mà nó xúm nha, nó khen ngon, cha mẹ nó nuôi nó lo cho nó tới hình hà dốc như thế này mà nó về nó chửi, rồi nó kêu tao nói cho mày nghe nghe, nó còn ngon cái này nữa nè, nó kêu mẹ nó đưa cho nó đó là 10 triệu đặng nó đi chơi coi. Mẹ nó không đưa, nó quẩy banh nhà luôn, mẹ nó đưa, mày thấy nó ngon không? Trời ơi, nó xúi theo cái kiểu quỷ ma không vậy đó mà khen ù ù. Rồi cái nó lại chơi, nó lại chơi thằng thôi thôi nè thôi, nó lại chơi cái thằng bạn của nó, mày thiệt là hèn quá, tao nói với mày biết bao nhiêu lần à, mày thấy phe của mình không, mày thấy ăn bây giờ nó ngon hơn tụi mình rồi đó. Mà quý vị biết cái câu tụi này là ai không? Cái câu tụi này đó là cái câu của thời đại của ma, ông Ba Thới ông nói đạo của ma vô nó kêu bằng tụi không à, bây giờ nó kêu bằng tụi không?
Nó nói cái thằng A này á, mày thiệt là hèn nhát quá, mày về lúc nào mày cũng co ro nghe lời cha nghe lời mẹ không à, rồi cái mày không được thong thả. Mẹ mày kêu mày ở nhà, mẹ mày kêu mày học, mẹ mày kêu mày ra đồng làm, mày đi go go mày không dám cãi là gì chứ, mày không có anh hùng. Thở nay tệ bạc gì mà nó khen không anh hùng, bởi cái thời nó quỷ diệt như vậy đó. Rồi cái nói nhiều lặng quá, thằng này nó về, nó về nó làm anh hùng lên ha, nó cũng bắt chước, nó nghe quá khứ đốc suối mà, nó bắt chước về, cái nó cũng về, nó cũng tập dạy lần đầu tiên, cái nó hổ mẫu với cha mẹ nó, cái nó bữa nay nó lại nó ngon, nó hổ mẫu cha mẹ nó, cha mẹ khóc lóc quá chịu không nổi. Bữa nay sao nó con mình nó ngoan nó hiền mà đi đi chơi với cái mấy đứa hư này, chứ còn nó thành tệ luôn à, theo luôn à. Thành ra bây giờ đó chúng ta kết bạn chơi với bạn thì cũng phải lựa những người quân tử. Lựa những người hiền người lành mà chơi mà giao tiếp. Rồi có những đứa đó là nó đi về á, cha mẹ nó nghèo gần chết luôn. Trong nhà còn thiếu trước hụt sau nữa, mà nó kêu đó mấy đứa bạn của con đó nó sắm chiếc xe 40-50 triệu, ông bà không có mua cho tôi được chiếc xe mua cho tôi đó, tôi giao đó không mua, tôi quậy banh nhà. Tờ cha mẹ khóc lóc xin năn nỉ gần chết. Quý vị biết thời nay làm sao mà vậy không? Thời nay đó là kim cổ kỳ quan, ông ba nói là cái thời này là cái thời của trả quả. Mà ông Tứ Thánh ông nói làm sao nè, đổi chồng rồi đổi vợ đổi con, đổi năm đổi tháng đổi hồn hà tiên, tức là thay đổi đổi hết trơn à, chồng con gì cũng đổi, muốn đổi chừng nào đổi đó. Ai coi chồng mình gì mà ra đường giao bán chơi, nó nói chồng ra cái người đó được thấy sợ luôn á, tôi thích rồi đó. Ở này chồng đang sống với chồng sờ sờ vậy đó. Thành danh nó đổi lắm, rồi ra đường gặp mẹ người ta, cha người ta nó cũng thích, nó đổi mẹ mình sao không bằng, đổi luôn. Rồi ra đường gặp con người ta cũng đổi, bỏ con mình, chỗ tôi cũng có đó nghe, có chồng sinh con về nuôi, con của mình bỏ vắt vả luôn. Cái thời buổi nó vậy đó, bỏ khổ gần chết luôn, mắc đi văn câu. Mà thời buổi hồi đó còn văn câu được, thời buổi này không có câu đâu, cá đồ văn. Thành ra lòng người nó xuống cấp, nó hủy diệt từ từ. Rồi cá con vật nó, quý vị thấy không, hồi xưa đó chim nó bay một cái đầy luôn, từ tổ đình đó Đức Thầy dạy lên đó ha, chim một cái nó kêu một cái chắc sáng quý vị nghe một cái thấy ham luôn, còn hơn là chim ở trong rừng bây giờ có chút xíu à nó đặt lưới trời nó bắt, bắt giết hết. Rồi những con thú con này con kia nó làm bẫy nó bắt dữ lắm, bắt giết hết. Cho nên các loài nó đều là hủy diệt, nó hủy diệt dần 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 hết các loài. Mà Đức Thầy nói là nhân vật 10 phần hao 7 8 đó, thằng tiên thấy gì cũng châu mày. Nó hao dần dần các loài vật hao rồi đó, dần dần tới con người hao là nguy hiểm. Chỉ có con người nào mà có phước đức mới còn. Nếu mà ai tu mà thiếu cái phước đức là chịu không nổi đâu. Một cơn dịch là nó lọc một cái ào qua đó, cũng lượm lận số người giác ngộ kịp, ngồi vậy ở trong cái cơn dịch đó giờ cũng được vài năm cũng ngon đó. Thành ra Đức Thầy mới nói cái khổ này đang thức định chằng răng thiên tịnh, định tuồng đời sắp hạ. Rồi Đức Thầy cũng cho biết là từ nay biến đổi dị kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai. Chuyện gì quý vị nghe bây giờ nghe đi, nghe tin tức đi. Cuộc thế giới chuyển lai như trống, phiên dương trần hãy lóng mà nghe, lóng nghe tức là lóng nghe. Mình có nhĩ thần thông, nhĩ thần thông là những cái máy nè chứ không gì. Nghe rồi mắt nhìn ngoại quắc thảm thơi là thiên nhãn thông, nhìn cái nhìn thế giới bữa nay có chuyện gì bật lên coi
À, rồi nghe luôn, vừa nghe vừa coi, thấy rõ hết trơn. Cái chuyện gì? À, nước nào cũng có xảy ra chuyện, mỗi một ngày. Nếu mà đưa lên một nước thôi, đưa lên một nước thôi, nước Trung Quốc thôi, đưa lên một ngày không biết bao nhiêu thiên tai địa ếch. Chứ khỏi cần đưa trên thế giới. Đưa lên một nước của mình thôi, một ngày là cũng động đất cũng minh không? Nó chuyển động rồi. Nếu à, ở dưới nó mục, ở dưới nó mục dần 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 dần, giống như cái cây lâu năm quá rồi, gốc nó ở dưới nó bị mục hết rồi, nó rung rinh, nó chuyển động ở trên hoài đó, chuyển động ở trên cái thân hoài đó. Thấy không? Cái cây dưới, ở dưới gốc mà mục thì trên nó chuyển động mà. Nhiều khi không có gió nó cũng chuyển, mà có gió chừng nào nó chuyển chừng đấy. Ừ. Bây giờ nhiều ngọn gió lắm. Nào là ngọn gió hận thù, ngọn gió lòng tham, bị danh lợi xe la tình nghĩa, mới tranh giành soi xỉa cùng nhau đó. À, phơ thay mà chẳng núng nao, tranh cùng với đọt chừng nào mới thôi. Đó, những cái ngọn gió này đó, nó làm đảo lộn hết trơn. Bây giờ làm đảo lộn chia phe chia phái hết trơn. Chia sẻ cho mắc tình cảm với nhau chưa? Do vậy mà cái lòng người của mình nó xuống cấp. Ừ. Nó xuống cấp từ một cái nhân đạo, nó xuống cấp rồi thì thiên tai địa ách nó lại là hoành hành. Xuống chừng nào thì thiên tai địa ách càng hoành hành chừng đấy. Thì giống như cái cây mà nó xuống cấp chừng nào thì bắt đầu nó báo hiệu cho hay là lá nó đổ dần dần, rồi bắt đầu là hoa héo trái khô, rồi bắt đầu là nhánh rụng về tới tới một cái kết cục nó liền là cây ngã, đúng không? Thì từng phần của xã hội tệ nạn ngày hôm nay, ra đường toàn là ăn nói. Ừ. Ăn nói cái chuyện của thời văn minh hổm ẩu giật dọc, người ăn mặc đều xuống cấp hết. Cho nên hồi đó đó tôi đi bán chậu đó, tôi đi bán chậu mướn đẩy ở trên cái cầu Bình Điền đó, cái người đó kêu tôi lên đẩy tiếp cái xe chậu, tôi lên tôi đẩy tiếp, rồi họ nói nhìn cảm ơn bồ Ken. À, tôi nói thôi thôi Phan hả Phan, đừng có cảm ơn. Trước khi tôi đẩy dầm đó, tôi không có nghĩ đến cái chuyện là làm ơn nghĩa gì trong nãy chân nha. Nhưng mà tôi chỉ thấy đẩy không nổi thì tôi tiếp vậy thôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi thắc mắc một điều là cảm ơn bồ Ken là cái ý nghĩa nó dằng sao mới được. Tại vì tôi cũng muốn học cái gì cho nó hay coi. À, cái này nó nói tôi cũng đâu biết đâu, tôi nghe người ta nói bồ Ken tôi nói theo vậy đó. Tôi nói thôi mơ mốt cái gì không biết thì đừng có học thí thí, người ta cười mình chết. Thôi thì hôm nay để tôi giải cho hai chữ bồ Ken ha. Biết bồ Ken là cái gì không? Tôi giải cho hai chữ thôi. Chữ bồ là bạn, chữ Ken là chó. À, là từ những cái cô gái con nhà giàu đó, họ họ cô đơn đó, họ sống cô đơn, không có anh em đó ở trong nhà đó. Rồi họ thích, họ nuôi chó, mèo đó. Rồi họ cưng quá, mỗi lần ăn có họ kêu bồ Ken. Ăn đi bồ Ken, ăn đi bồ Ken. À, nó xem con chó này như là người bạn, quá thân, người anh em trong gia đình đó. Thành ra mình không biết, mình cũng kêu theo. Một cái danh từ rất là hỗn loạn. Rồi học theo cái xã hội mà nó đua theo cái cách rất là thô. Cũng như hồi đó tôi đi lại cái đám lầm tuần này, tôi gặp mấy mấy đứa cũng mới lớn à, nó xưng hô nhau vậy, nó nói ba ba không, bạn bè nhau tên nó không có kêu, mà nó tên nó kêu nhau bằng ba không. À, mà danh từ này nó hồi thời đó nó thành phổ biến luôn á. Thì tôi mới hỏi nó, ơi kêu ba lần sao vậy? Tôi hỏi nó, đâu con nói đâu kêu ba lên làm sao, nói cho chú nghe thử cái coi.
Nói thử cái ý nghĩa của nó. Cái nó nói con đâu biết đâu, thì ai kêu sao con kêu vậy à. Nói không, mình học không không có biết, thì mình trở thành là một cái con người lú lẫn, giống như cái robot, người ta robot vậy đó. Người ta cầm, tao bấm đi đâu mình đi đó, tao bấm đi hốt phân mình cũng hốt phân. Rồi gặp người ta hốt phân mình cũng lại mình hốt phân. Gặp người ta đi ăn trộm mình cũng đi ăn trộm. Mình không có biết cái đường hướng để mà làm chủ lấy mình. Thôi bây giờ đó, bữa nay đó, ở đây sẵn chú nói cho nghe cái ý nghĩa của ba ha, là gì? Nó đơn giản lắm, tôi nói vậy đó. Con cũng có ba, con cũng có mẹ mà phải không? Con kêu ba con là gì? Chồng của mẹ phải không? Nó nói dạ. Thì con kêu bạn của con nó ngang hàng với con, mà con kêu ba là con chấp nhận nó làm chồng của mẹ con phải không? Cho nó làm thính chứ. Tại sao con phải kêu những điều không tốt của con đi học như vậy? Nó làm phí cho một cái con người của mình là sanh ra có một cái trí tuệ mà để xài theo cái sự điều khiển của mọi người ở ngoài đời khắp dân. Mình không lấy cái trí tuệ của mình ra mà làm chủ để mà định hướng cho chính mình. Thấy không? Nó là cái chỗ nó xuống cấp. Xuống cấp quá trầm trọng. Xuống cấp ở đây là cuộc đời của mình nó hủy diệt từng phần từng cái này cái kia. Thành ra bây giờ đó, cái thời tiết nó chẳng hài hòa là do chính cái tâm trí của con người của mình chẳng hài hòa. Ngày nào mà tâm trí trên xã hội này ai cũng được hài hòa, cũng được xây dựng hạnh phúc cho nhau, thì ngày đó tự nhiên quả địa cầu mình nó sẽ xoay chuyển lại, tự nhiên hài hòa lại, nó trở lại như cái thời thượng cổ này. Mọi người đều ai cũng biết hiền, biết lành, cũng biết trân trọng với nhau, thì ngày đó đó là cái quả địa cầu này tự nhiên mưa thuận gió hòa xoay trở lại cái chiều hướng đúng như mà sắp xếp. Thì hôm nay cái đề tài này đó là đến đây tôi cũng chấm dứt, là chúc cho quý vị được tâm an.